trân trọng kính mời K15 niên khóa 1976-1979 trường cấp 3 Thái Ninh, nghĩa tình của ông Thành con Đỗ, đoàn do ông Đỗ Cửu làm trưởng đoàn dẫn đoàn trở về nơi phòng tang dâng hương kính viếng hương hồn bộ. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa gia đình đăng quyến, hôm nay vô cùng thương tiếc nhận được tin cụ qua đời đi theo tiên tổ. Anh em chúng con thay mặt cho người đồng môn khóa 76-79 trường cấp 3 Thái Ninh là bạn học với anh Thành con rể của cô, anh em chúng con về trước đi sản cũ, đặt vòng hoa thắp tuần hương kính viếng hương hồn cụ và gửi tới gia đình ta lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính chúc cụ về nơi xứ vàng yên giấc nghỉ ngàn thu. Kính thưa hương hồn cụ, thưa gia đình đặc quyền, thưa toàn thể anh em trong hội, cụ hôm nay mất đi là một sự mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình ta cũng như đối với anh em chúng con. Sự mất mát to lớn này không thể lấy gì bù đắp được. Để tỏ lòng thương tiếc trước giờ phút đau thương viết việt cũ, đề nghị anh em trong hội dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trên đời gia đình Tăng Quyến xin chân thành cảm ơn, kính mời quý đoàn trở về mặt mời nước chia buồn cùng Tăng Quyến. Kính mời lễ viếng của gia tộc họ Hà ở xóm 6 Văn Hàm Bắc, Khánh Hưng, đoàn sông Hà Thế Phát làm trưởng đoàn dân đoàn trở về nước phòng tang dân hương cử hành lễ viếng. Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt cụ, kính mời đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm vĩnh biệt cụ bắt đầu. Trả lời gia đình Tăng Quyến xin chân thành cảm ơn. Kính mời lễ viếng của hội đồng môn cấp 2 Thái Hưng và hội đồng môn lớp 12C, nghĩa tình của bà Nguyệt con dâu cụ, đoàn do ông Giang Ngọc Ảnh làm trưởng đoàn dẫn đoàn trở về nơi phòng tang dâng hương cử hành lễ viếng. Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt cụ, đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng đã được hoàn tất, kính mời quý đoàn trở về bàn mời nước chia buồn cùng Tăng Quyến. Trở lời gia đình Tăng Quyến xin chân thành cảm ơn. Trân trọng kính mời lễ viếng công an huyện Hưng Hà, đoàn do ông Trần Văn Kiên trưởng công an huyện làm trưởng đoàn dẫn đoàn trở về nơi phòng tang dâng hương kính viếng hương hồn bộ. Quyến xin chân thành cảm ơn, kính mời đại diện trở về bằng mời nước chia buồn cùng Tăng Quyến. Lễ viếng của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể xã Thái Hưng, đoàn do đồng chí Trần Tuấn Kiệt, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy làm trưởng đoàn dẫn đoàn trở về nơi phòng tang dân hương kính viếng hương hồn cụ. Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt cụ bà Nguyễn Thị Xè nay không còn nữa, đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng đã được hoàn tất, kính mời quý đoàn trở về bàn mời nước chia buồn cùng Tăng Quyến. Ban tổ chức trân trọng kính mời lễ viếng của công đoàn cơ sở xã Khánh Hưng, mối quan hệ của chị Nguyệt con cụ, đoàn do đồng chí Nguyễn Mạnh Chiến chủ tịch công đoàn làm trưởng đoàn dẫn đoàn trở về nơi phòng tang dâng hương kính viếng hương hồn cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Đoàn trở về bàn mời nước chia buồn cùng Tăng. Trân trọng kính mời lễ viếng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thái Bình, đoàn do đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Tiến phó trưởng phòng làm trưởng đoàn dẫn đoàn trở về nơi phòng tang dân hương kính viếng hương hồn cụ.
để bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương vô hạn tới cụ, đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thay lời gia đình tang quyến, xin chân thành cảm ơn. Kính mời quý đoàn đại biểu trở về bàn mời nước chia buồn cùng tang quyến. Ban tổ chức trân trọng kính mời lễ viếng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Trương Tho ở Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, nghĩa tình của anh Thành toàn bộ trở về nơi phòng đang dâng hương cử hành lễ viếng. Trả lời gia đình tang quyến, xin chân thành cảm ơn. Kính mời lễ viếng của gia đình ông Tạ Ngọc Mến ở xóm 7 trở về nơi phòng tang dâng hương cử hành lễ viếng. Chia buồn cùng tang quyến. Ban tổ chức trân trọng kính mời lễ viếng của hội nữ doanh nhân tỉnh Thái Bình, nghĩa tình của ông Sơn con cụ, đoàn do bà Nguyễn Thị Thanh Ngoan, phó chủ tịch hội làm trưởng đoàn, dẫn đoàn trở về nơi phòng tang dâng hương kính viếng tu hồn cụ. Đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng đã được hoàn tất, kính mời quý đoàn trở về bàn mời nước chia buồn cùng tang quyến. Ban tổ chức lễ tang trân trọng kính mời lễ viếng của gia đình mẹ bạn của cháu Phúc ở xóm 6 Khánh Hưng trở về nơi phòng tang dâng hương kính viếng hương hồn cụ. Trả lời gia đình tang quyến, xin chân thành cảm ơn. Kính mời lễ viếng của gia đình cháu Thái, mối quan hệ của Ngọc Nguyệt con cụ trở về nơi phòng tang dâng hương cử hành lễ viếng. Mời nước chia buồn cùng tang quyến. Xin chân thành cảm ơn. Kính mời gia đình trở về bàn mời nước chia buồn cùng tang quyến. Chuyển lời gia đình tang quyến, xin kính mời vị đại diện thân tuần hương kính viếng hương hồn cụ. Kính mời toàn thể các gia đình trở về bàn mời nước chia buồn cùng tang quyến. Ban tổ chức lễ tang trân trọng kính mời lễ viếng của đoàn đại biểu đại diện trong huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, nghĩa tình của ông Sơn con rể cụ, đoàn do ông Nguyễn Tiến Quyền chủ tịch ủy ban nhân dân làm trưởng đoàn, dẫn đoàn trở về nơi phòng tang dâng hương kính viếng hương hồn cụ. Vĩnh biệt cụ, đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng đã được hoàn tất, kính mời quý đoàn trở về bàn mời nước chia buồn cùng tang quyến. Thank you.
chia buồn của Tam Quyền. Mời lấy viếng của cùng lý vợ bộ đội biên phòng và nhân vật chính thượng tá Phạm Xuân Vinh, phó trưởng phòng tham mưu cùng lý vợ làm trưởng đoàn, dẫn đoàn trở về nơi vào tang sân hương cử hành lễ viếng. Thay lời ban tổ chức lễ tang và gia đình tang quyến xin chân thành cảm ơn, kính mời quý đoàn trở về bằng mời nước chia buồn cùng tang quyến. Cùng đầu lễ viếng ban tổ chức lễ tang trân trọng kính mời lễ viếng của lớp chính trị K54A1 tổ Thái Huy Vũ Như. Mối quan hệ của bà Nguyễn Quang Tùng và do ông Nguyễn Văn Toàn làm trưởng đoàn, rất bạn trở về nơi vòng tay sân thượng của hành lễ viếng, xin trân trọng kính mời. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng đã được hoàn tất, chuyển lời gia đình tang quyến xin chân thành cảm ơn. Trước trân trọng kính mời lễ viếng của tập thể tổ Thái Thụy, lớp trung đốc quản lý nhà nước luật K32, nghĩa tình của bà Tuyến trở về nơi phòng tang dâng hương kính viếng hương hồn cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng đã được hoàn tất, kính mời quý đoàn đại biểu trở về phòng khách mời nước chia buồn cùng tang quyến. Lễ viếng của đoàn đại biểu tổ dân phố số 14, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, nghĩa tình của gia đình ông Sơn, con cụ đoàn do ông Phạm Công Dục làm trưởng đoàn, dẫn đoàn trở về nơi phòng tang dâng hương kính viếng hương hồn cụ. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Xè, kính thưa gia đình tang chủ, nhận được tin cụ Nguyễn Thị Xè từ trần, đoàn đại biểu tổ dân phố 14, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, chúng tôi đại diện cho chi bộ đảng, tổ đảng nơi cư trú, tổ 14, các gia đình liên gia, các đoàn thể, người cao tuổi, cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên cùng toàn thể bà con nhân dân tổ 14, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, nơi gia đình con gái cụ là bà Vũ Thị Sáu sinh sống, có vòng hoa tươi và nén tâm hương tới kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng gia quyến. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện đoàn lên thắp tuần hương kính viếng. Đề nghị đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Toàn gia tử về hướng ăn Oh.
đốt nén tâm nhang chi tâm bái Mẹ à,
con biết cười cho học mà đến người hôm mà phút mặc niệm bắt đầu.
hoàn tất, kính mời quý đoàn trở về bàn mời nước chia buồn cùng tăng quyến. Kính mời lễ viếng của công ty Hùng Cường ở Nam Định, nghĩa tình của ông Sơn con rể vụ, đoàn do ông Ngô Vĩnh Hải làm trưởng đoàn sẽ đoàn trở về đưa phòng tang dâng hương cử hành lễ viếng. Lễ viếng của trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình chuẩn bị. Trần lời gia đình tăng quyến xin chân thành cảm ơn, kính mời vị đại diện trở về bàn mời nước chia buồn của tăng quyến. Kính mời lễ viếng của trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình, đoàn do ông Lê Văn Tôn giám đốc làm trưởng đoàn sẽ đoàn trở về đưa phòng tang dâng hương cử hành lễ viếng. Vô cùng thương tiếc cụ, kính mời đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trở về bàn mời nước chia buồn cùng tăng quyến. Hộ đặc viên và nhân dân cùng đoàn thể hội tình nghĩa đường số 9, tổ dân phố số 23 phường Trần Lãm chuẩn bị. Đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Ban tổ chức trân trọng kính mời lễ viếng của đoàn đại biểu cán bộ đảng viên và nhân dân cùng các đoàn thể hội tình nghĩa đường số 9, tổ dân phố số 23 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Mối quan hệ của gia đình ông bà Thành Lê con cụ, đoàn do ông Đặng Đình Văn bí thư chi bộ làm trưởng đoàn sẽ đoàn trở về nơi phòng tang dâng hương cử hành lễ viếng. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Xè, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa ban tổ chức lễ tang, bà con chúng tôi là đại diện cho cán bộ đảng viên nhân dân cùng các đoàn thể và hội tình nghĩa tổ dân phố 23 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, nơi mà gia đình của anh Thành và chị Lê đang sinh sống, học tập và công tác. Và sau đây là lễ dâng hương kính viếng gương hồn cụ. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho cán bộ đảng viên chi bộ 23 phường Trần Lãm lên dâng hương kính viếng. Vĩnh biệt cụ, phút mặc niệm bắt đầu. Hội tình nghĩa lớp cao cấp lý luận chính trị K10, nghĩa tình của ông Sơn con rể cụ, đoàn do nhà báo Phan Lợi làm trưởng đoàn dẫn đoàn trở về đưa phòng tang dâng hương cử hành lễ viếng. Cùng hùng thương tiếc vĩnh biệt cụ, đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng đã được hoàn tất, kính mời quý đoàn trở về bàn mời nước chia buồn cùng tăng quyến. Kính mời lễ viếng của gia đình bà Nguyễn Thị Thoái ở thành phố Thái Bình, nghĩa tình của gia đình ông Sơn con rể cụ trở về nơi phòng tang dâng hương cử hành lễ viếng. Tăng quyến xin chân thành cảm ơn, kính mời đại diện gia đình trở về bàn mời nước chia buồn cùng tăng quyến. Ban tổ chức trân trọng kính mời lễ viếng của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đoàn do đồng chí Nguyễn Bá Lục, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn sẽ đoàn trở về nơi phòng tang dâng hương cử hành lễ viếng. Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt cụ, đoàn trang nghiêm dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm vĩnh biệt cụ bắt đầu. Ban
tổ chức trang trọng kính mời lễ viếng của gia đình cháu Trinh Đạt ở Thụy Bình, Thái Thụy trở về nơi phòng tang dâng hương kính viếng Vương Hoàng Vũ. Chuyển lời gia đình Tam Quyến xin chân thành cảm ơn. Mời gia đình trở về bàn mời nước chia buồn cùng Tam Quyến. Ý kiến của gia đình cháu Doãn Huệ biết tình thông giao với gia đình ông bà Thời trở về nơi phòng tang dâng hương kính viếng hương hồn cũ. Gia đình gia đình Tam Quyến xin chân thành cảm ơn. Trả lời gia đình Tam Quyến xin chân thành cảm ơn. Kính mời lễ viếng của gia đình các con của bà Văn ở xóm 4 Khánh Hưng trở về nơi phòng tang dâng hương kính viếng hương hồn cụ. Thay lời ban tổ chức lễ tang và gia đình Tam Quyến xin chân thành cảm ơn.
bắt đầu. Lời gia đình Tam Quyến xin chân thành cảm ơn. Kính mời quý đoàn trở về phòng khách mời nước chia buồn cùng các bạn. Bài hát đầu cho bạn tập tập bài thuốc lên sàn và giữa biến. Phút mặc niệm đã trôi qua, lễ viếng của đoàn đã hoàn tất. Thay lời cho gia đình Tam Quyến, xin được chân thành cảm ơn và lại trân trọng kính mời quý vị trong đoàn chúng ta đồng con lớp 12 và tình nghĩa bạn của chị Sáu về phòng tang thắp hương dâng lễ viếng. Trên đổ xuống muôn nhà. Phút mặc niệm bắt đầu. Đoàn lễ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thái Thụy tình nghĩa với anh Sơn con của cụ do ông Trần Văn Dũng làm trưởng đoàn trở về nơi phòng tang thắp hương dâng lễ viếng kính viếng cứu biển cụ gia đình các cháu Thăng Yến Thành Nguyên xóm 4 chuẩn bị. Quý đại biểu trở về vị trí cùng đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Các bác trở về bàn khách uống nước phân yêu cùng gia đình Tam Quyến. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn lễ của đoàn đại biểu đại diện cho đồn biên phòng Trà Lý và đồn biên phòng Thái Bình tình nghĩa với Bắc Sơn con rể của cụ do trung tá Hoàng Ngọc Khách đồng trưởng làm trưởng đoàn về nơi phòng tang thắp hương dâng lễ viếng kính viếng cụ. Xin trân trọng kính mời vị đại diện lên thắp nén nhang thơm cúi đầu kính viếng cụ lần sau cuối. Vị trong đoàn chúng ta nghiêng mình dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua. Lễ viếng của đoàn đã hoàn tất. Thay lời cho gia đình Tam Quyến chân thành cảm ơn. Mời quý đại biểu trong đoàn chúng ta trở về bàn khách uống nước. Đoàn lễ của hội tình nghĩa sống cuộc thôn Văn Hàn Trung do Hoàng Văn Khải làm trưởng đoàn dẫn đoàn về nơi phòng tang thắp hương cho lễ viếng kính viếng cụ. Kính thưa vong linh cụ Nguyễn Thị Xè, kính thưa quý vị có mặt tại gia tang, thưa gia đình Tam Quyến, cụ Nguyễn Thị Xè tạm thế là mất mát không gì bù đắp đối với các con, các cháu, các chắc, là tổn thất của gia quyến nội ngoại và bà con xóm làng. Trong đau thương ly biệt, hội tình nghĩa xóm 4 thôn Văn Hàn Trung trước vị sàng cụ dâng vòng hoa lễ viếng, thắp toàn hương bày tỏ lòng tri ân tiếc thương một bậc đại lão tuổi 93 suốt cuộc đời đã chọn nghĩa xóm làng vẹn tình trước sau với dòng họ gia quyến và bổn phận người công dân. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến nội ngoại, các con cháu chắc cụ, kính chúc cụ về cõi vĩnh hằng phong linh siêu thoát, chốn bồng lai hưởng trọn hồng ân của trời của Phật. Xin vĩnh biệt cụ. Mời quý vị hội tình nghĩa giải phút tiễn biệt người vừa khuất. Phút tiễn biệt bắt đầu. Diện cho đảng ủy, bộ chỉ huy, bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre, cho thượng tá Đoàn Ngọc Bảo, trình ủy bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre, dẫn đoàn về phòng tang. Dân hương, dân lễ viếng, kinh viếng quốc biệt dân hồ, xin trân trọng kính mời Hà Hiếu chuẩn bị.
niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, lễ viếng của quý đoàn đã hoàn tất. Xin được chân thành cảm ơn, mời quý vị trong đoàn trở lại bàn khách uống nước, chia buồn cùng gia đình tang quyến. Xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho đoàn lên thắp nén nhang hương với nhiệt độ lần sau cuối. Mời quý vị đại biểu cùng dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã trôi qua, lễ viếng của đoàn đã hoàn tất. Thay lời cho gia đình tang quyến chân thành cảm ơn lễ của hội trung niên 61 Thái Hương trở về nơi phòng tang thắp hương, dâng vòng hoa kính viếng đức biển cụ Hải và gia đình cháu Lợi thành thị Hải chuẩn bị. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị trong đoàn chúng ta trở về bàn mời nước chia buồn cùng tang quyến. Ban tổ chức lễ tang trân trọng kính mời lễ viếng của gia đình thiếu tướng Trần Ngọc Anh, nghĩa tình của ông Sơn con rể cụ trở về nơi phòng tang dân hương cử hành lễ viếng. Tổ chức lễ tang và gia đình tang quyến xin chân thành cảm ơn. Kính mời các vị đại diện trở về bàn mời nước chia buồn cùng tang quyến kính của gia đình cháu Tứ ở Thái Đô, trở về nơi phòng tang dâng hương kính viếng hương hồn cụ. Trả lời gia đình tang quyến xin chân thành cảm ơn. Trân trọng kính mời anh trở về bàn mời nước chia buồn cùng tang quyến. Kính mời toàn thể các gia đình trở về bàn mời nước chia buồn cùng tang quyến. Hội đồng ngũ tháng 4 năm 1981, nghĩa tình của ông Thành con rể cụ trở về nơi phòng tang dâng hương cử hành lễ viếng. Gia đình bà Văn cùng các con cháu trở về. Mời đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương kính viếng hương hồn cụ và có lời chia buồn của tang quyến. Kính thưa hương hồn mẹ Nguyễn Thị Xè, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đang có mặt tại phòng tang hôm nay. Mẹ ơi, anh em chúng con ngày xưa chung một chuyến hào, cùng chung quân ngũ, chung câu quân hành, hôm nay về với đời thường, nghĩa tình đồng đội vẫn còn đậm sâu. Được tin mẹ 250 cờ thế, nhận được tin này, hội đồng ngũ tháng 4 năm 1981 cùng với anh Trương Tuấn Thành con rể của cụ đến trước linh sàng đặt vòng hoa tươi, thắp ném nhang trầm để tiễn biệt kính mẹ về nơi chín suối. Kính chúc mẹ về dưới suối vàng yên giấc ngàn thu, hồn thành thơi dạo bước vân du. Xin kính đề nghị anh em trong đoàn dành cho mẹ một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
trân trọng kính mời đội chống ngũ lôi quê nhà chuẩn bị các nghi thức trở về nơi phòng tang dâng tuần hương vĩnh biệt cụ của cụ. Kính thưa hương hồn ở, kính thưa ban lễ tang, thưa gia đình tăng chủ, được tin cụ tạ thế theo hầu tiên tổ. Đây là một tổn thất vô cùng lớn lao đối với gia đình, dòng họ, xóm làng. Đội chống ngũ lôi xã Thái Hưng nhận được lời mời từ ban tổ chức lễ tang và gia đình về đây phục vụ lễ tiễn đưa cụ. Chúng cháu vô cùng cảm kích, tiếc thương và xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng gia đình. Xin kính mời chị Nguyễn lên dân hương kính viếng hương hồn cụ. Và gia đình tăng quyến xin chân thành cảm ơn đội chống ngũ lôi quê nhà. Ban tổ chức xin trân trọng kính nhắc đoàn kim nhạc trực thuộc đoàn nhạc hiếu tâm linh tại thành phố Nam Định giờ này chuẩn bị các nghi thức để trở về nơi phòng tang tổ chức trọng thể lễ dâng hương tiễn biệt cụ. Kính thưa ban tổ chức lễ tang và gia đình tăng quyến, thật đúng là mãn nhân duyên vĩnh biệt cõi dương gian, tròn quả phúc tìm về miền cực lạc. Được tin cụ bà Nguyễn Thị Xè đã từ giã trần sang về quy tiên nơi cửa Phật. Thật là một nỗi buồn vô hạn, một tổn thất vô cùng lớn lao đối với đại gia đình tăng quyến nói riêng, cũng như bà con thân bằng lối xóm nói chung. Hôm nay đây sàn kiếp nhà chúng con, trực thuộc công ty tư vấn tổ chức sự kiện tăng lễ tâm linh đoàn nhà thiếu tâm linh thành phố Nam Định, chúng con về đây xin chân thành chia sẻ nỗi niềm đau thương mất mát tới đại gia đình tăng quyến. Xin được cùng thân nhân gia đình nhất tâm phục vụ và cầu nguyện cho vong linh của bà Nguyễn Thị Xè được thanh thản an nghỉ giấc ngủ ngàn thu. Mời một chị đại diện cho đoàn lên dâng hương. Nghi lễ dâng hương của sàn kim nhạc chúng con xin phép được bắt đầu. Được thay lời cho các con, các cháu của cụ có đôi lời tiễn biệt người bà, người mẹ hiền trước giờ phút tiễn đưa. Trước linh sàng bên di cốt của mẹ trước giờ đưa tiễn, tấm lòng thành con xin thắp tuần hương. Con di tiễn mẹ về nơi cuối tận trời xa, bát đũa vẫn còn đây chúng con đời người về từ trong có nhớ. Cánh màn khuya ù rũ đời chờ, mà giờ đây chúng con nghẹn ngào ứa lệ. Mẹ nằm đó trong quan người có thấu, để nơi đây chúng con cuộn đầu mà than thở. Lời tay lại chẳng ở cầu, thêm giờ trời chẳng bao. Để nén nhang thơm với tấm lòng thành kính, con di tiến mẹ về an giấc nghỉ thần tiên. Sao bàn nhà buồn xưa tiến mẹ tôi đi, ném tấm hương chúng con xin phục trước linh sàng, đưa tiến mẹ đi về nơi âm dương. Mẹ ơi, và nhà phần thương khóc mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Kim. Đoàn kim nhà chúng con xin được thay lời cho các con, các cháu của cụ thương tiếng khóc người cụ, người bà, người mẹ hiền, chư
giờ phút tiễn đưa. Thank you.
tiễn cụ về nơi đất Phật Tây Thiên, rồi từ đây cụ nương bóng cõi thiền, vẫn dù tiền cảnh cụ vui hưởng phúc cùng tổ tiên. Để kết thúc chương trình lễ sơn hương và tỏ lòng thành kính đứng trước linh sàm của cụ, anh chị em chúng con xin dành tới cụ phút vĩnh biệt. Phút mặc niệm bắt đầu. Mẹ đã ban cho chúng con thân sắc hình hài và tình yêu thương, để cho cuộc đời này chúng con có được sự chở che ấm áp, có được niềm tin yêu để sống. Tất cả điều đó đã có trong mẹ và trong chúng con. Những tình yêu và hồn khí ấy của mẹ luôn là ánh sáng soi tỏ trong bước đường đời chúng con. Chúng con suốt đời xin ghi tạc. Kính thưa vong linh của bà Nguyễn Thị Xè, giờ này đây là những cánh hoa thơm của sàn kiếp nhạc chúng con. Xin được cùng với tất cả các con, các cháu của cụ trở về bên di cốt người cụ, người bà, người mẹ hiền, dâng lên cụ những cánh hoa thơm để tỏ lòng thành kính, hiếu thảo của tất cả các con, các cháu. Xin cụ đón nhận tình cảm của tất cả cháu con. Nghi lễ sân hoa, cụ làm báo hiếu, chúng con xin được cử. Hiền kính yêu ơi, một lạy này chúng con xây kính tình mẹ, ơn dưỡng dục muôn đời con kể sinh, nhớ về mẹ khói hương lòng xa xứ, kính yêu người hiền hầu cửa liên mẹ ơi. Đây những cánh hoa thơm với tấm lòng con hào, nguyện dâng lên để kính tặng mẹ yêu thương, rồi mai đây trên toàn đèo đường trường mẹ vẫn mãi người soi đường chỉ lối. Ngày đây chúng con nghe tiếng đồng hồ như con sao bào nhắc lắc xuồng lên thang, thời gian chỉ còn lại trong tấc tắc là chúng con phải đến bè về mà giấc nghỉ tạm cư. Trời mây mờ sáng lạnh phù âm u, nhưng thật nhiều tới giờ lên đường mẹ ơi, dòng chữ buồn vô cùng thương niềm hòa những dòng lệ ngắn dài trên khóe một người. Đây những cánh hoa thơm chúng con thành biểu tình tỏ tâm tình không nhớ mãi mẹ ơi. Tình những cánh hoa rơi lòng chúng con lao đừng bởi đường thêm thu ôi biển trùng sầu buồn, không bốc bực nào ta xếp được mẹ ơi. Bởi mất mẹ chúng con mất cả bầu trời, như vũ trụ không nằm vàng sai chi. Bao năm qua chúng con vẫn mong được làm tròn chính hiếu, xót xa lòng giờ này chúng con đã mất bổng thân, để tim chúng con đau đớn gạt đôi dòng lệ.
đứng bên bệ rồ đầy đây cảm xúc cháu con trang trường. Mẹ đâu rồi cho con được bờ vai, cho quên đi những mệt nhọc của ngày dài, cho chút bỏ những trông gai của cuộc sống. Mắt chú con ngước lên trời cao rồi, áng mây nào mang hình bóng của mẹ tôi. Bước chúng con đi nay khôi khúc đường trần, hồn tân lại phù đầy xương bờ. Chút nữa thôi mà các đất bụi mẹ ôi sầu thầm. Dưới mồ sông mẹ ơi rủi lề tràn, từng dòng thương quyền dòng nhớ muôn ngàn, nhỏ rơi xuống tận cùng lòng đất lành. Hồn linh thiêng xin mẹ hãy kể thành, đừng đem con yêu thùa về sinh con. Con chào đời cho hoa ấm muôn trồng, chào công hiến để tình yêu thương của cha và mẹ. Hồn bà Nguyễn Thị Xà ơi, kể từ ngày hôm nay đây, các con các cháu của cụ không thể nào biết được hình ảnh người bà người mẹ sống hiền lành và nhân từ. Hình ảnh của cụ sẽ mãi còn trong ký ức của bao người thân và dòng tộc. Quê cha đất tổ từ nay không còn hình bóng của cụ nữa, và chuyến xe tang sẽ từ từ trở lên kiếm phổ cụ về nơi phần cổ, sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời cụ phải dừng chân. Cụ ơi, cụ có biết chăng, rồi đây những đêm đông buồn dài này, phóng phương chăng chỉ còn lại những gì miền cường làm khó nghe chăng tiếng cao đình. Mừng đăng canh xin chúc cụ an nghỉ một giấc ngủ ngàn thu. Bao nhiêu thương, bao nước mắt thôi cũng đành ngậm ngùi thương tình biệt cụ đi xa. Cụ ơi, kể từ ngày hôm nay đây, rồi xây gốc của cụ sẽ đời đời an nghỉ trong lòng đất mẹ. Đất quê hương sẽ sang sồng hồng đón cụ vào lòng, và gió đồng quê sẽ cất lên bài ca ly biệt để hát du hồn cụ về với giấc ngủ ngàn năm. Vĩnh biệt người cụ, người bà, người mẹ hiền, người chị em trong dòng tộc. Toàn gia xin cúi đầu chào bà biệt. Cụ bà Nguyễn Thị Xà ơi, nghi lễ dâng hương dâng hoa của sàn kim nhạc chúng con trực thuộc công ty tư vấn tổ chức sự kiện tang lễ tâm linh đoàn nhà cứu tâm linh thành phố Nam Định xin được cùng với tất cả các con các cháu của cụ trở về bên xây cốt người cụ, người bà, người mẹ hiền, dâng hương dâng hoa tiễn biệt trước lúc cụ đi xa. Sổ tay đây đã hoàn tất. Con xin được đại diện cho đoàn xin được gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức lễ tang và gia đình tang quyến đã dành thời gian cho đoàn chúng con được tổ chức lễ dâng hương dâng hoa viếng cụ một cách trang trọng nhất. Một lần nữa con xin được đại diện cho đoàn xin được kính chúc cụ an giấc nghỉ ngàn thu, vãng sinh an lạc. Ban tổ chức xin trân trọng kính báo lễ truy điệu đại lão cụ bà Nguyễn Thị Xà bắt đầu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà,
Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho lãnh đạo đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội của địa phương, cùng bà con cô bác, phố xóm Lân Bang, anh em bạn hữu xa gần của gia đình Tam Quyến, đang hiện diện nơi buổi lễ truy điệu đại lão cụ bà Nguyễn Thị Xè ngày hôm nay. Thật đúng là cuộc đời thoang thoảng giấc mơ, phút giây rút sạch bụi trần thế gian. Cụ mất đi, để nội ngoại xa gần, bà con phố xóm muôn phần tiếc thương. Vô cùng thương tiếc, đại lão cụ bà Nguyễn Thị Xè, cụ sinh năm 1932. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ đã được gia đình cùng tập thể các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc và cứu chữa, được bà con Lân Bang làng xóm vẫn thường động viên thăm hỏi ân tình. Nhưng song do tuổi cao sức yếu, căn bệnh của tuổi già nên cụ đã không qua khỏi. Cụ đã nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng, ra đi về với các bậc tổ tiên. Khi ra đi, đại lão cụ bà Nguyễn Thị Xè hưởng thượng thọ 93 tuổi. 93 năm qua, cụ sống cùng với làng xóm, cùng với quê hương, ra đi mang nặng tình thương quê nhà. 93 năm qua, cụ sống cùng với gia đình, cùng với các con, các cháu. Và hôm nay, cụ đã về chốn bồng non xa vời. Hiếu trung cần kiệm dạ người, tiếng thương cụ để lại cho đời mai sau. Để mở đầu phần lễ truy điệu là phần lễ dâng hương vĩnh biệt cụ, thắp nén hương thơm với lòng tưởng nhớ, để cụ ra đi mãi mãi nhớ thương, tiến cụ lần cuối một đoạn đường, để rồi xa cách âm dương ngàn trùng. Xin trân trọng kính mời ông Giang Văn Tiêu, chủ tịch xã Liên Dân Tuần Hương vĩnh biệt cụ. Xin trân trọng kính mời ông Trần Thanh Giang, trưởng thôn Liên Dân Tuần Hương vĩnh biệt cụ. Thay lời ban tổ chức xin chân thành cảm ơn, xin trân trọng kính mời ông sẽ điều hành trọng thể lễ truy điệu cụ. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Xè, kính thưa các vị đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Thái Hưng, kính thưa các vị đại diện cho các cơ quan, đơn vị, nơi các con, các cháu của cụ đang công tác, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các quý vị tam khách xa gần, thưa toàn thể bà con dân làng khu xóm. Cụ Nguyễn Thị Xè sinh năm 1932, cụ sĩ quán thôn Văn Hàm Tây, xã Thái Hưng, chú quán thôn Văn Hàm Trung, xã Thái Hưng, huyện Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Cụ là hội viên hội người cao tuổi, hội viên hội phụ nữ, hội viên hội Phật tử chùa Diễn Phúc, Văn Hàm, xã viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Thái Hưng. Thời gian qua, cụ lâm bệnh, mặc dù đã được các thầy thuốc tận tình chăm sóc cứu chữa, anh em con cháu nội ngoại hết lòng chăm sóc phụng dưỡng, bà con lối xóm, các ban ngành đoàn thể thăm hỏi động viên, mong cụ mau khỏe mạnh. Nhưng do tuổi cao sức yếu không qua khỏi, cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 2 giờ 35 phút ngày 11 tháng 7 năm 2024, tức ngày 6 tháng 6 năm Giáp Thìn. Cụ thượng thọ 93 tuổi. Sau khi cụ tạ thế, ban lãnh đạo thôn, các đoàn thể trong thôn cùng với gia đình đã tổ chức tang lễ cho cụ theo nếp sống văn hóa mới và tập tục của địa phương. Trong quá trình tổ chức lễ viếng cho cụ, ban tổ chức lễ tang
và gia đình đã đón nhận được rất nhiều tình cảm của các quý vị đại diện cho cấp ủy đảng, các ban ngành đoàn thể của xã, của thôn, các quý vị đại diện cho các cơ quan, đơn vị nơi các con, các cháu của cụ đang sinh sống, học tập và công tác. Các quý vị đang khách xa gần, các gia đình thông gia liên gia, các bạn bè thân bằng, thân hữu, các bạn bè là đồng ngũ, đồng nghiệp, đồng môn của cụ và gia đình, và đặc biệt là bà con dân làng khu xóm đã về thăm viếng chia buồn, và giờ này lại có mặt để dự lễ truy điệu và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt cho ban tổ chức và gia đình xin được cảm ơn, xin được chân thành cảm ơn các quý vị tang khách cùng toàn thể nhân dân, xin được cảm ơn đội nhạc tang, xin được cảm ơn hội tình nghĩa xóm 4 thôn Văn Hàng Trung, xin được cảm ơn các bộ phận giúp việc đã cùng ban tổ chức và gia đình tổ chức tang lễ cho cụ được trang trọng, chu đáo theo nếp sống văn hóa mới và phong tục của địa phương. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Xẻ, cụ mất đi là một tổn thất lớn đối với gia đình, anh em, con cháu và dòng họ. Hôm nay, ngày tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, có đông đủ bà con, dân làng, khu xóm, có quý vị tang khách xa gần đã đến thăm hỏi, chia buồn. Đó là nguồn động viên lớn đối với gia đình hiếu chủ. Thay mặt cho ban tổ chức, cũng xin được gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các quý vị tang khách, kính thưa các cụ, ông, các bà, kính thưa bà con, cô xóm, trong quá trình tổ chức lễ tang cho cụ không tránh khỏi những thiếu sót, ban tổ chức và gia đình kính xin sự lượng thứ. Tiếp theo tôi xin kính mời ông Đặng Đức Trọng, trưởng ban văn hóa xã lên đọc lời yêu. Xin kính mời ông. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Xẻ, kính thưa các quý vị đại diện cho đảng chính quyền xã Thái Hưng, kính thưa các quý vị tang khách, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa các vị đại diện cơ quan, đơn vị, địa phương nơi anh em con cháu nội ngoại của cụ đang học tập, công tác và sinh sống, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác cùng bạn bè thân bằng cố hữu gần xa. Trong lúc mọi người đang tập trung gieo cấy vụ mùa năm 2024, quyết tâm phấn đấu một giành một vụ mùa thu, thì nhận được thông báo tin buồn từ cơ sở thôn Văn Hàng Trung, xã Thế Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Cụ Nguyễn Thị Xẻ đã vĩnh biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng. Hôm nay, mọi người bùi ngùi tiếc thương về đây trước linh sàng cụ, chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia đình và tiễn đưa cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trong giờ phút đau buồn xót thương chia ly này, chiếc tổ đất đau thương, nỗi nhớ thương vô hạn đối với người đã khuất, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức lễ tang truyền lời của các vị lãnh đạo đảng chính quyền xã Thái Hưng cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể, các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể nhân dân có mặt trong buổi chia ly hôm nay, xin thành tâm gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể nhân dân, cụ Nguyễn Thị Xẻ sinh năm 1932 trong một gia đình nông dân cần cù chất phác, giàu truyền thống cách mạng. Lúc sinh thời, cụ đã sống trong cảnh đất nước chiến tranh, hai miền chia cắt, cuộc sống vô cùng khó khăn thiếu thốn. Song cụ vẫn luôn phát huy truyền thống của gia đình quê hương, lưu ấn phẩm chất nhân cách cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, giản dị, cần kiệm, trung hậu, đảm đang, bền bỉ kiên trì khắc phục mọi khó khăn, tần tảo sớm chiều cùng cụ ông chăm lo cuộc sống, xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy 7 người con, 3 trai, 4 gái. Bằng đức hy sinh của người mẹ, các con của cụ đều yên về đất đất, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình. Trong cuộc kháng chiến bất thực dân Pháp gây go quyết liệt, cuộc sống vô cùng khó khăn thiếu thốn, song cụ vẫn một lòng giữ vững niềm tin vào đảng, vào cách mạng, cùng dân làng đứng lên rào làng kháng chiến bảo vệ cách mạng. Cuộc kháng chiến bất thực dân Pháp vừa khép lại, biến trắng lịch tiến sử năm 1954,
cả dân tộc ta phải tiếp tục đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc của đế quốc Mỹ, chiến tranh triền miên, đói nghèo chồng chất. Vào thời điểm ấy, tuy điều kiện gia đình vô cùng khó khăn, nhưng cụ luôn tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào của địa phương, gương mẫu trong mọi công tác tuyên truyền vận động gia đình anh em chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đến năm 1960-1961, theo chủ trương của Đảng và nhà nước, cụ đã cùng gia đình gia nhập hợp tác xã, tích cực tham gia vào các hoạt động của hợp tác xã, các phong trào của địa phương, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp đối với nhà nước tập thể, góp phần xây dựng miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những năm tháng cuối đời, tuy tuổi cao sức yếu, nhưng cụ mới thực sự là tấm gương sáng, là niềm tin, niềm tự hào phẩm chất đạo đức, lối sống lòng vị tha, khuyên dạy con cháu nghĩ điều hay, làm việc tốt, giữ vững phát huy truyền thống của gia đình quê hương, sống ngay thẳng thuận hòa, tình nghĩa trước sau, đưa được con cháu, anh em, gia đình, làng xóm yêu mến quý trọng. Nay cụ vĩnh viễn ra đi, phải đối mất mát to lớn đối với gia đình là sự bùi ngùi tiếc thương vô hạn đối bà con làng xóm, bạn bè gần xa. Các con đi về không còn mẹ, các cháu chắc ruột ngoài không được nghe tiếng cụ bà ơi. Kính thưa toàn thể nhân dân, lúc sinh thời tuy công việc gia đình vất vả, để thời gian cho cụ ông tham gia công tác xã hội, cụ phải làm phần việc gia đình nhiều hơn, nhưng cụ vẫn luôn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, cụ hội viên hội phụ nữ, hội cao tuổi, hội viên hội Phật giáo, là giáo viên hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Tây Hưng. Cụ hoàn thành nhiệm vụ của người giáo viên, người hội viên, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, quy định địa phương. Cuộc đời bao trầm vất vả, nhưng cụ nén lòng vượt qua tất cả, đóng góp công sức của mình cho đất nước quê hương, gia đình, cho chồng, các con, các cháu, các cháu yêu quý của mình. 93 năm qua, cụ đã sống trọn vẹn với đất nước quê hương, với làng xóm anh em gia đình, một tâm hồn trong sáng, một trái tim nhân hậu, đức độ, với những phẩm chất trong sáng mẫu mực. Suốt cuộc đời cụ vẫn sống cuộc đời giản dị thủy chung, với làng xóm cụ là người sống tỉ trên nhường dưới, với tấm lòng, với tình cảm sâu nặng. Đối với gia đình, cụ là người mẹ, người bà, người cụ, độ lượng bao dung. Nơi cụ thực hiện ta đi là đổ nước mắt to lớn với gia đình, sự bùi ngùi tiếc thương vô hạn với bà con làng xóm. Xin thưa cụ, khi xa rồi đôi đường âm dương khắc trở, nhưng tình cảm và bóng hình của cụ vẫn mãi mãi lắng đọng lên tâm trí cháu con, gia đình làng xóm. Đúng là lúc còn sống con yêu cháu quý, lúc qua đời già viết trẻ thương, quê hương đẹp lắm cụ ơi, tình làng với xóm đậm đà xa xôi. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân, chỉ phút nữa thôi, cụ Nguyễn Thị Xè sẽ đến biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng trầu tiên tổ. Cụ gia đình, hợp tác xã, hội người cao tuổi, hội phụ nữ, hội Phật tử chùa Diễn Phúc, mất người thành viên, người hội viên mẫu mực nhiệt tình, gia đình vĩnh viễn mất đi người thân, đang diện mất đi người nghĩa tình thân thương nhất. Sau mong gia đình và thân nhân sớm ổn định cuộc sống, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương xã Tây Hưng, góp phần thành công của sự nghiệp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Kính thưa linh hồn cụ Nguyễn Thị Xè, kính thưa gia đình tác chủ, trước tổn thất đau thương mất mát này, để chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia đình tác quyến, với tình cảm quý trọng đối với người đã khuất, hôm nay ngày ra đi của cụ về với tiên tổ, nơi suối vàng yên giấc ngàn thu, chương linh yêu cụ ở sâu nặng nghĩa đảng, tình dân, tình làng xóm, tình thân tộc nội ngoại, tình thông gia, liên gia, tình bạn hữu trong ngoài xã, tình đồng môn, đồng nghiệp, đồng hương của con cháu cụ, đặc biệt là tình sâu nghĩa nặng của cán bộ nhân dân xã Tây Hưng nói chung, cán bộ nhân dân thôn Văn Hẳn Trung nói riêng, đến thăm hỏi chia buồn cúng viếng, giờ đây có mặt đông đủ dự lễ truy điệu và tiễn đưa cụ về cõi vĩnh hằng yên giấc ngủ ngàn thu. Thắp nén hương trầm tiễn cụ đi, cho nghĩa viện tình người ở người đi, cùng ra đi thanh thản nhẹ nhàng,
vĩnh biệt xóm làng về chốn cõi tiên. Trong buổi lễ tang cụ hôm nay, thay mặt ban tổ chức lễ tang, xin được chân thành cảm ơn các quý vị tang khách xa gần, các cơ quan đơn vị, nơi các con, các cháu của cụ, các học tập, công tác. Cảm ơn ban công tác mặt trận thôn, cán bộ nhân dân thôn Văn Hàng Trung, cán bộ chiến sĩ, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình, nơi con rể của cụ đang công tác. Cảm ơn đội nhà tang cùng ban tổ chức và gia đình tổ chức chu tất lễ tang cho cụ Nguyễn Thị Xè theo tập quán địa phương theo lối sống văn hóa mới. Kính thưa cụ, cây trên non mới dễ sống ngàn năm, sống trên đời mới ăn tròn trăm tuổi. Thôi thì đời người ta cũng một lần sinh tử, sinh có hạn tử vô kỳ. Sau thưa cụ, con cháu gia đình rất tự hào về cụ. 93 mùa xuân chọn một đời người, cụ thực sự là người vợ, người mẹ, người bà, người cụ mẫu mực hiền hòa, suốt đời dành gọn tâm sức tình thương tương lai với cháu con gia đình, hoàn thành nghĩa vụ của người công dân đối với nhà nước và tập thể. Từ nay định viên được đôi ngả, cách trở âm dương trốn vĩnh hằng, kính chúc cụ về nơi chín suối, ban phước lành xã tội công dân, bồng đảo thiên du, thiên thu vĩnh biệt. Xin vĩnh biệt cụ. Để tỏ lòng thương tiếc và tiễn biệt cụ Nguyễn Thị Xè lần cuối về nơi yên nghỉ cuối cùng, xin kính mời toàn thể nhân dân, có quý vị tang khách cùng đứng dậy, hướng tâm dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm xin được bắt đầu. Cảm ơn quý vị. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia đình lên có lời cảm tạ. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa các quý vị tang khách xa gần. Mẹ chúng tôi do tuổi cao sức yếu, bệnh tuổi già, mặc dù đã được anh chị em con cháu nội ngoại tận tình chăm sóc, phụng dưỡng, nhưng mẹ chúng tôi không qua khỏi và đã từ trần hồi 2 giờ 35 phút ngày 11 tháng 7 năm 2024, tức ngày 6 tháng 6 năm Giáp Thìn. Cụ hưởng thọ 93 tuổi. Trong khi tổ chức tang lễ, gia đình chúng tôi đã đón nhận được rất nhiều tình cảm của các quý vị tang khách xa gần đến thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng và giờ đây lại có mặt tại gia đình dự lễ truy điệu, lễ tiễn đưa mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Đại diện cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, đảng ủy, bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, các cựu thuộc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, các đồng chí nguyên thủ trưởng bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, đảng ủy chỉ huy bộ đội các tỉnh thành phố, đảng ủy chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình, các đơn vị bộ đội biên phòng trong tỉnh, các cơ sở đoàn thể của tỉnh, cấp ủy chính quyền đoàn thể các huyện, thành phố và các xã, thị trấn. Các quý vị đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thái Hưng, các đoàn thể xã Thái Hưng, tôi xin được cảm ơn chi ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn Văn Hàm Trung, hội Phật giáo, hội chùa Văn Hàm, hội đồng ngũ, đồng môn, đồng hương, đồng nghiệp, các cụ, các ông, các bà, anh chị em bên nội, bên ngoài, các gia đình thông gia, liên gia, bà con dân làng, khu xóm đã bớt chút thời gian vàng ngọc về dự buổi lễ tiễn
Tôi cũng xin được cảm ơn đoàn nhạc hữu tâm linh, các gia đình thân cận, lân cận, các bộ phận có tiếp chào mời, đưa đẩy đoàn linh xa và một số phần việc khác giúp gia đình và ban tổ chức được diễn ra long trọng và chú đáo. Trong tang gia bối rối không tránh khỏi thiếu sót, kính mong được lượng thứ. Sau khi đưa mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, đại diện cho gia đình chúng tôi xin được kính mời các quý vị trở lại gia đình để gia đình chúng tôi xin được cảm tạ. Xin chân thành cảm ơn. Và cuối cùng, ban tổ chức xin kính mời các cụ hội Phật tử chùa Văn Hạng lên làm lễ đức vong cho cụ. Xin kính mời các cụ. Xin đức Phật tử tôn phù hộ cho hồn về mái Tây Phương, chỗ bình yên, về tới cửa chuyển hồn nhớ đừng quên. Xin đức hồn gặp được sứ quan, chân hồn đến cửa Phật đường quý ấy. Phật nào bà em đó cũng lẽ rằng thành tâm có một phần hương, nguyện hồn chứa Phật mười phương độ đi. Phật nào đà chúng ai thương hồn ơi, xin hồn nhớ đến chúng tôi sau này, cầm nhau tay nắm chặt tay, mong hồn bánh Phật Tây Phương tỏa được. Nam mô Bồ Tát Thế Tôn, tiếp mà dẫn đến nhà hồn về mãi Tây Phương. Thấy ông đại lộ đứng cai cho lão tôi vào cầm phướn rước mong, được ngày linh tán ra đồng, vân kêu trong muốn buôn lừng bên tai, con niệm Nam Mô A Di Đà, con niệm Nam Mô A Di Đà, con niệm Nam Mô A Di Đà. Bao tháng năm xa xôi cát biển, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tình thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phai nhòa, tháng năm êm đêm sống bên mẹ trong thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ giáng nắng dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn vẫn buồn từng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm. À ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hời, con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ớt như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này gặp nhau, mẹ cùng con vui phúc nơi
trời quê trời. Về quê hương chốn xa vời, tình
không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ con mới hiểu ngọt ngào lời ru, đời bao lắng lo con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Chẳng
biết mẹ buông lơi đôi gánh đầu, bao năm tháng đã nặng quằn vai. Mẹ tôi là dòng suối mát cho đàn nai con về tắm mát từng chiều. Mẹ tôi là khu rừng bát ngát cho đàn chim non về ca hát từng ngày. Mẹ tôi giờ đâu còn nữa, bà ơi, để cho đàn nai con ngơ ngác, để cho đàn chim non sơ sắc. Mẹ ở nơi nào? Mẹ xa khuất rồi, xa khuất rồi.